Mày thấy anh Quý có gì khác lạ không? Anh Quý đi sớm về khuya, lúc nào cũng mệt mỏi. Này, có phải hôm trước mày vừa bảo tao là ông Quý đi đâu có một tí thôi mà cầm về 2 triệu, đúng không? Rõ ràng như thế rồi còn gì nữa. Tất cả mọi bằng chứng đều cho thấy ông Quý đang có vấn đề. Một vấn đề rất lớn luôn. Nào, ăn đi con. Em cho con ăn nốt giúp anh nhé. Anh định đi đâu à? Hôm nay anh đi có tí việc. Lát nữa em đưa hai đứa đi học nhé. Ừ. Anh đi đây. Bố đi nhá. Con chào bố. Con chào bố. Hai đứa ơi, ăn nhanh lên, tí mẹ nhờ cô Yên chở đi học nhá. Vâng ạ. Mày đi theo dõi ông Quý như thế nào rồi? Sao mày im lặng thế? Kể đi. Là thật. Thật á? Mà thật như nào? Mày phải kể chi tiết vào chứ. Đau. Đào ơi, tao nhìn thấy anh Quý đi vào khách sạn. Cái gì? Đi vào khách sạn á? Ủa? Sáng ăn mặc trải chuốt, xong vội vội vàng vàng đi. Là thật đấy. Tao phải làm gì hả mày? Còn phải làm gì nữa? Mày đâm ngay cái đơn cho tao. Cả này hết cứu. Mày bình tĩnh, đừng nghe con Yên vội. Nó kìa. Hai vợ chồng có với nhau những ba mặt con rồi, làm sao mà bỏ nhau ngay được. Thôi bạn ơi, chồng tốt ý thì mình giữ, chứ chồng chất nỗi đau thì giải tán. Cuộc đời có phải bài thơ đâu mà lắm khổ thế. Đào ơi, bây giờ mày phải bình tĩnh. Mày đừng quyết định chuyện gì cả. Chồng chưa?
Dạ, em có rồi chứ ạ. Tưởng chưa có chồng thì giới thiệu cho mấy mối. Mối gì ạ? Nghĩa là giới thiệu cho mấy anh trẻ trẻ. Xong rồi để khóa lớp cô đơn ý. Mà kín đáo nhá. Đây, như này. Đây, như này này. Ui, đấy. Kinh thế ạ? Chị đưa em làm tiếp ạ. Gì? Kinh á? Người ta đẹp đẽ thơm như múi mít thế này mà bảo người ta kinh có làm sao nhở? Người ta chữa lành tâm hồn, có khi còn là tạo phước cái chứ kinh. Vâng ạ. Rồi ôi, lần đầu tiên em được tiếp cận cho nên hơi sốc một tí. Uầy, trong quà này buồn cười nhở? Thiếu tự tin. Nhìn thế này thì sao mà hấp dẫn được ai này, nhìn này. Dạ. Đấy. Vâng. Nhìn như này à, thì mẹ chả thích. Này làm sao mà làm cho người ta vui được hả? Chị cho em xem lại được không ạ? Cậu nói thật đi. Giữa cậu với cô ta chắc chắn chưa xảy ra chuyện gì chứ? Em thề, em và cô ta chưa có gì cả. Chỉ nói chuyện qua lại thôi. Nhưng mà chuyện này vào đầu vợ em sẽ thành chuyện tày đình, các anh hiểu không? Tôi để dành được một ít, định để trả nợ cho ông Nghiêm. Hay là ông cho tôi khất, tôi đưa tiền cho cậu Hào. Tôi còn một ít đây. Số tiền này ông cứ đưa cho cậu Hào, coi như ông trả tôi rồi. Cậu cầm lấy, khi nào có trả tôi xong được. Em xin. Em cần tận 20 triệu. Mà ở đây có 4 triệu. Cỏ bản thân em đi cũng không đủ số còn lại. Alo. Dạ, cho tôi hỏi cô Mận có ở đây không ạ? Thì gặp cô Mận thì phải gọi cho cô Mận chứ, tại sao lại gọi tôi? Dạ, tôi là người giao hàng ạ. Cô Mận cho tôi số điện thoại này ạ. Cô có thể cho tôi địa chỉ để tôi giao hàng được không ạ? Chứ địa chỉ cô Mận cho tôi tìm mãi không ra. Nhưng mà mấy ông ý mà không bắt tận tay dây tận chán là kiểu gì cũng chối tới cùng. Đã biết có phải anh Quý hay không đâu mà mày nói cứ như là anh ấy sai ấy. Ô hay, thà rằng là bằng chứng mập mờ còn hơn là mọi thứ rõ rành rành như thế này. Thì bênh ông ấy cũng khó ấy. Ai đời đâu lại mặc bikini chụp ảnh. Tao thấy chả có lý do gì đỡ được à. Có thể là anh ấy đang gánh nặng chuyện tiền bạc cho nên. Chắc do tao ép anh ấy quá nên anh ấy phải tìm cách để kiếm tiền. Mày hâm à? Cứ cho là ép đi thì cũng không thể nào làm mấy cái việc như thế được. Đàn ông con trai thiếu gì việc có thể kiếm ra tiền. Rồi đi, rồi đi, rồi đi, rồi đi. Bây giờ phải làm thế nào mày? Ôi trời ơi, bình tĩnh.